Tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đán, là Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, nguyên là Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Chúc mừng sinh nhật Thiên Sư 26 tuổi. Chúc Thiên Sư ngày càng phát triển, mang lại sức khỏe và hạnh phúc đến cho nhiều người.